Chắc cũng 5 điểm. Không hiểu sao mà cái phần dây này có thể không xuất thuốc mà sao nó vẫn cứ lên hoài luôn. Để đó phải lấy. Phải lấy nó mới ấy. Mà lấy cái đó là nó hơi không được dễ chịu tí, phải cố gắng. Mình xuất thuốc cái mụn nó gom lại nè, dễ lấy không nè. Để cái khay của anh kia giùm chị á. Ừ. Cô đừng để bông gòn cái chỗ gần mũi nha, con okay, em bị dưỡng đó. Rồi cô hiểu, em, cô hiểu. Mũi hôm nay hơi kiểu bị ngứa. Có gì con không thoải mái con cứ nói ha. Dạ. Đừng để gần lỗ mũi không nó được, dễ bị hắt xì. Bị gì mũi dị ứng phải không? Dạ, con bị từ hôm lên Sài Gòn giờ. Nên thấy đỡ nhiều rồi. Dạ. Bữa xem cái video đó thấy không? Dạ con chưa xem luôn. Chưa xem luôn. Cô Hỷ gọi đúng cái hôm nay chuẩn bị thi luôn. À vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy, vậy về xem đi, so sánh là sẽ thấy. Ấy là bữa là cô chỉ lấy sơ sơ rồi đó. Cô gửi cho con đúng cái hôm mà con chuẩn bị thi luôn, đâu có coi luôn. Con thấy rồi nhưng mà con lười quá, không coi. Tại vì con không có thời gian được xài điện thoại luôn mà. Ừ. Mẹ con lo cho con lắm á, nên còn mẹ con mới là tại sáng nay con mệt con đi không nổi, tại đường xa con thấy từ đó qua đây xa, đi ráp hay là đi tự đi xe, con đi xe qua đường cả tiếng hồ. Ở bên quận ai, quận hai là nhà của ai? Nhà mẹ ở bên chỗ Cát Lái không? À nhà mẹ à? Dạ, Tú bên Cát Lái là như phải nằm chỗ quận hai nữa. À.
Này thấy đỡ nhiều đây. Rồi rồi. Cục này nó hơi vi một tí. Này hết hết uống thuốc tây rồi đúng không? Dạ. Hết bệnh chưa? Dạ hết rồi. Vậy tốt. Con phải cố gắng để cô lấy cái vùng quai hàm với nè. Chứ cái vùng dưới đó là cô thấy nó bị viêm rồi đó. Bữa mới lấy được có tí rồi con bỏ cuộc rồi. Con bỏ về rồi. Nó quá sức chịu đựng, không chịu không nổi. Ừ. Quá. Biết là vậy nhưng mà cố gắng tí. Gắng tí nha. Này lớn rồi mà đâu phải giống như là lúc nhỏ đâu. Khoan, khó nhăn, đừng có nhăn.